chào mọi người. Hai mọi rồi. Thì xin chào mọi người đã đến với lại buổi talk show của Just Nail ngày hôm nay. Và mình tên là Kim Thi, sẽ là host chính của buổi talk show này. Thì như các bạn đã biết thì trên poster vài ngày vừa qua thì sẽ có sự xuất hiện của anh An Nguyễn. Thì nhưng mà vì lý do bận đột xuất nên là anh An Nguyễn sẽ không thể nào mà đến buổi talk show ngày hôm nay được. Nhưng mà ngồi cùng với mình tại đây là ba anh chị. Đó là anh Alex. Hi mọi người. Đây là chị Christine. Hi, chào mọi người. Và anh Smile. Hi mọi người. Thì talk show ngày hôm nay thì nghĩ nói về một cái topic khá là hot trong thời gian vừa qua. Cái máy này đó chính là tâm lý. Tâm lý của ngành nail trong hậu giãn cách ly. Thì khi mà ba anh chị được đến talk show ngày hôm nay thì ba anh chị có suy nghĩ gì về cái topic hôm nay ạ? Nói chung là rất là vui và cũng rất là buồn. Nói chung thì mỗi ngày thì ở nhà thì cứ theo dõi tình hình và Vậy chị Christine thì như thế nào ạ? Nói chung là rất là hồi hộp thì muốn chia sẻ với mọi người những cái ý kiến của khách hàng thôi. Còn anh Smile thì nghĩ như thế nào khi mà đến buổi talk show ngày hôm nay có thể trò chuyện cùng với mọi người ạ? Cái suy nghĩ của Smile thì giống như hai người kia thôi. Hai chị Lisa. Thì như là mọi người đều biết thì là dịch Covid đang hoành hành trên khắp cả thế giới. Không chỉ nước Mỹ nói chung và cả thế giới đều phải là chống dịch rất là cực lực. Thì khi mà cách ly ở nhà như vậy thì anh Alex, anh có update những cái tình hình gì về cái Covid hiện tại khắp trên cả thế giới không ạ? Theo Alex thì mỗi ngày thì Alex hay coi những cái đài truyền hình rất là nhiều. Nhất là những cái đài truyền hình news của Mỹ, ví dụ như đài News. Và ngoài ra nữa thì mình mở Google lên, mình hay coi những cái tần số tăng, tần số giảm. Và ngoài ra nữa là mình coi các tiểu bang bị nhiều hay không. Đó là cách mình theo dõi mỗi ngày. Vậy còn anh Smile thì trong khi mà dịch Covid đang hoành hành khắp cả nước Mỹ và Cali thì anh có cập nhật những tình hình dịch Covid ở nước Mỹ và Cali không ạ? Theo anh thì anh thấy thì theo mỗi tiểu bang thì nó đang hạ thấp. Trên nước Mỹ nha thì nó đang hạ thấp, còn Cali thì nó càng ngày nó càng tăng. Đó lý do tại sao thì Cali chưa được mở cửa. Thì khi mà anh Smile nói như vậy thì là em lại suy nghĩ tới một cái câu hỏi là khi mà nghe nhiều cái thông tin là nhiều cái tiểu bang được mở cửa lại thì lại Cali của mình lại không được mở cửa, thì theo chị Christine nghĩ như thế nào về cái việc mà thông tin nhiều tiểu bang lại mở cửa lại thì một số người lại lo sợ không mở cửa? Thì cái đó nếu mà nói về Cali á, Cali thì hiện tại chưa được mở cửa nên là tiệm nail chưa có hoạt động trở lại, cũng giống như là cái business. Còn những cái tiệm nail thì ở trong những cái tiểu bang khác đó thì họ đã hoạt động trở lại rồi. Nhưng mà vẫn còn một số anh chủ tiệm nail á chưa chịu mở cửa, tại vì mọi người cứ chờ coi tình hình cái dịch nó như thế nào. Khá là lo sợ vậy đúng không? Đúng rồi. Thì khi mà state cho mở cửa mà mình không mở cửa thì sẽ xảy ra những cái hậu quả như thế nào? Anh Alex có thể trả lời giúp em được không? Thì cái trường hợp những hậu quả thì các bạn cũng biết rồi, thì mình cũng coi news rất là nhiều thì các bạn cũng biết đó, thì theo quan điểm của Alex đó, thì khi mở cửa lại như vậy đó, thì các bạn biết thì nó cũng sẽ có những cái gì xảy ra sẽ tăng lên, đó là cái hậu quả đó. Thì ngoài ra nữa là ví dụ như mình sẽ có ví dụ như là những tiệm nail đúng không, ví dụ những tiệm nail mở cửa lại đó, thì đại khái như là thứ nhất là ví dụ cái lòng tin của khách, ví dụ như đại khái như là những cái tiểu bang họ cho mở lại rồi. Và tiệm nail cũng vậy, thì khi mà ví dụ như có một người khách họ rất là thân thiết với mình, nếu mà họ gọi nhìn mà mình không mở cửa thì tất nhiên nó sẽ làm một cái là khách nó sẽ đi qua tiệm khác. Và cái thứ hai nữa là cái sự mất khách cũng rất là cao. Các bạn cũng hiểu, tại vì khi khách mà nó không có tới được thì tất nhiên nó sẽ đi qua tiệm khác. Mà nói đến đây thì em xin mời anh Smile trả lời câu hỏi tiếp theo của em nha. Thì nói đến đây thì khi mà nghe tin là stay cho mở cửa lại thì lại có nhiều thợ không muốn đi làm. Nghĩ lý do vì sao ạ? Cái thứ nhất thì đối với Smile thì Smile lo cho khỏe cho bản thân của Smile trước. Và sometimes thì có một số người thì không được khỏe, hoặc là mỗi người thì nói chung là sợ ra ngoài, tại vì cái Covid nó còn chưa có hết. Và cái thứ ba là có nhiều người là ở nhà có trẻ em và người già là cái thứ ba. Và cái thứ tư thì có nhiều người thì nói chung là vẫn còn đủ khả năng để mà, có nghĩa là để mà ở nhà để mà đi qua hết được cái dịch rồi người ta mới làm lại, có nghĩa là đủ dư khả năng để sống qua cái mùa qua dịch. Rất là hay. Rất là hay. Mọi người giúp chia sẻ cho nó. Thì tiếp theo cái chia sẻ của anh Smile thì em mời chị Christine trả lời giúp em được cái câu hỏi này là
Thí dụ như mà giờ mình chỉ có một mình với là một hai người thợ thì mình chỉ có thể suy nghĩ là mình có thể reopening lại cái cửa tiệm được không? À, được chứ. Nếu mà cái tiểu bang của mình cho mở cửa thì mình vẫn reopen được. Tại vì nó dạng khi mà tất cả các tiệm nail đều giới hạn mà. Thì thay vì nếu mà mình có 10 thợ thì mình ít nhất là trong tiệm mình chỉ có được 10 người thôi. Thì mình phải chia ca. Còn bây giờ tiệm của mình có 1-2 người à. Hoặc là 3 người thôi, cộng thêm 3 khách nữa là 6. Rồi thêm 4 khách chờ đợi, cách 6 feet nữa là 10. Đúng không? Đây là cũng là một cái hay. Nếu mà mình đối với cái tiệm nhỏ thì nó sẽ có cách xử lý của tiệm nhỏ. Mình tức có là... thể là bắt walk in cho chờ. Nếu mà tiệm mình lớn thì mình có thể là get thêm appointment, appointment only, đúng không? Đó là một cũng là một cái hay. Rồi thì, thì giống như là thà mở cửa còn hơn không đó. Đúng rồi, tại vì phải trả tiền rent em ơi. Tiền rent thì bây giờ em nghe nói là bây giờ trong lúc mà khi mà mình mở cửa tiệm lại thì mình phải nộp một cái giấy tờ nào đó lên, thì không biết là anh chị có cái form điền như thế nào. Thì cái đó thì bữa giờ thì mình cũng thấy rất là nhiều cái tiểu bang họ cần học gọi là cái bằng stick board đó là Barbie sign. Rồi cái thứ hai nữa thì mình sẽ set up những cái gì đó được cho Stickborn approve tùy cái tiểu bang. Nhưng mà hiện tại thì Cali chưa thấy gì hết. Mình chỉ nhận được cái tờ giấy nói là ai mà mở cửa là sẽ bị tước bằng thôi. Tại vì chưa có lệnh mở cửa mà. Mình cố ý mình mở thì sẽ tước cái bằng của mình đi. Thì lúc đó mình khó xin lại lắm. Thì em thấy có một cái câu này em đọc được ở trên một cái tờ báo. Đó chính là chủ, thợ và khách. Đó chính là một sợi dây chuyền để tồn tại một cái business. Thì không biết là anh Smile có thể giúp em giải thích cái ý nghĩa cái câu này được không ạ? Có nghĩa là chủ, thợ, khách. Có nghĩa là có chủ thì mới có thợ. Mà có thợ thì mới có khách, đúng không? Thì đó là một cái sợi dây chuyền để mà lễ làm cho một cái business để tồn tại được. Và đó, khi mà một cái business tồn tại, khi mà được reopening lại thì không biết là giải pháp để mở cửa lại tiệm của anh thì sẽ như thế nào ạ? Giải pháp hả? Dạ, giải pháp. Thì không biết là ba anh chị có cái giải pháp nào khi mà mình mở cái cửa tiệm ra? Rồi, để anh chia sẻ luôn. Thì các bạn thì những cái giải pháp thì ví dụ như là thấy nó cũng rất là hay. Thì mấy ngày qua thì mình cũng có coi trên cái nhiều rất là nhiều. Và ngoài ra nữa là có nhiều khách hàng tham khảo như mình. Có nghĩa là trước khi các bạn chuẩn bị là ví dụ mình nói về khách đi, thì trong cái thời gian mà mình chuẩn bị lại á, thì các bạn nên request, ví dụ như nhắn cho thợ mình đi làm lại cái ngày đó. Thứ nhất là mình sắp xếp những cái appointment đó. Rồi ngoài ra nữa thì mình có thể hẹn với khách là có thể là các bạn có thể, ví dụ như khi khách tới thì các bạn có thể hẹn khách tới sớm hơn một xí. Rồi ngoài ra nữa thì trong cái quá trình mà các bạn hẹn tới vậy thì anh lại thấy nó rất là hay. Tại vì sao? Có nghĩa là mình có thể là mình tạo một cái lòng tin lớn, là có nghĩa là mình link up và mình chùi này kia thì cho khách nó thấy luôn. Tại vì có nhiều người chủ tiệm nail đã chia sẻ với mình, có nghĩa là họ đã làm rồi nhưng mà trong cái quá trình mà khách này đi ra rồi á, thì khách kia là họ đã tới rồi. Thì tất nhiên Alex cũng biết á, thường thường á là cái quy định á là một người thợ cho một cái bàn thôi. Còn nếu cái bàn kia á, thì không phải là của mình nên cũng không có dám đụng vào. Thì theo mình chia sẻ thì các bạn nên cho khách tới sớm một xí. Rồi ngoài ra nữa thì mình nên cần chuẩn bị những cái size, cái document, rồi cái facial, rồi cái mask, rồi cái khẩu trang, rồi nước rửa tay, rất là nhiều thứ. Là những cái mà rất là an toàn cho khách. Thì Alex nghĩ những cái đó nó sẽ tạo nên một cái lòng tin rất là lớn. Và khi mình tạo được cái lòng tin rất lớn như vậy thì khi khách về họ có thể giới thiệu với những người bạn của họ, hoặc có thể họ tin tưởng mình nhiều hơn. Thì từ đó Alex nghĩ cái giảm, nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Khi mà nói về cái vấn đề là reopening thì là một số tiệm nail trên khắp các tiểu bang thì sẽ tăng cái giá dịch vụ khi làm nail. Thì không biết là anh Smile nghĩ gì về cái vấn đề này ạ? Thì theo mình cái trước tiên là cái supply nó đã tăng rồi. Cái đó là trước tiên. Thì tất nhiên thì mỗi ngày nó có một cái dịch vụ nhiều hơn nữa, và có nghĩa là cái supply người ta lấy vô còn mắc hơn nữa. Thì tất nhiên đó là lý do tại sao mà cái giá nail của người ta phải tăng lên. Đó. Thì trước khi mà tiếp tục với lại những câu hỏi tiếp theo thì các bạn hãy đừng quên nhớ like, share cho cái livestream này nhé. Và các bạn có những cái ý kiến, đóng góp ý kiến gì thì các bạn hãy comment ở cái phía bên dưới cái livestream này nhé. Thì theo như em thấy đọc trên news á, thì là theo như ở tiểu bang Cali của California của chúng ta thì là thống đốc Gavin Newsom thì ông ấy nói về cái việc mà khi mà đại dịch Covid tới á thì nó sẽ là ở Cali sẽ bắt nguồn là từ tiệm nail. Dạ, không biết thì chị Christine, anh Smile hay Alex thì có ý kiến hay là suy nghĩ gì về cái vấn đề này ạ? Thì nói chung á, thì cái tuyên bố của thống đốc á, là không có một cái dẫn chứng chính xác. Thật sự đối với cái tiệm nail là không có đồng ý về cái tuyên bố đó. Tại vì cái Covid này á, một người bị Covid, thậm chí là họ không hề biết
họ bị Covid và họ không biết chính xác là họ bị ở đâu. Tại vì thời gian khi mà phát bệnh quá dài và cái đường lây truyền nó là chưa phát bệnh nữa đã có thể là truyền nhiễm rồi. Đúng rồi. Nên thì cái dẫn chứng đó hoàn toàn không chính xác. Tới thời điểm hiện tại là nước Mỹ đã hơn 1 triệu người bị nhiễm rồi, không thể nào dùng một cái tiệm nail mà bị như vậy được. Mà theo em nghĩ cái cũng hay nè, tại vì em thấy á, thì về giống như là em thấy ví dụ về những người về nail mình, em thấy là ít khi mắc lắm, hình như là vậy, hình như nail mình ít là mắc. Tại đầu tiên thì tiệm nail của mình, thợ nail là hết 90% khi mà làm nail đều đeo khẩu trang hết. Đúng rồi, và vệ sinh rất là kỹ càng. Vô trong tới tiệm là mọi người đều đeo khẩu trang và mang bao tay nữa. Nên đây là cũng là một trong những cái mà nó hạn chế tiệm nail mình ít khi bị lây lan là như vậy. Nhưng mà không biết tại sao dẫn chứng nó đưa ra như vậy, thật sự là nó quá vô lý. Tại vì đối với nếu mà ai mà tiếp xúc gần á, thậm chí là mình đi mua bô bà tính tiền hay là mình đi nhà hàng bất cứ gì đi cũng là face to face thôi. Thậm chí nhiều khi nó còn gần hơn cái bàn nail của mình với khách nữa. Đúng không? Đó, thì đây là nói chung hoàn toàn không có chính xác được. Không biết là anh Smile có cái suy nghĩ nào khác với lại hai anh chị còn lại không ạ? Theo cái suy nghĩ Smile thì nói chung là mình cũng không biết nó xuất phát từ đâu nữa. Đó, mà mình cũng không biết là cái tin này thật hay là giả nữa. Nhưng mà Smile chỉ muốn là mọi người cần là có là sức khỏe và nói chung là phòng chống, hay là đi ra ngoài hay đi nào đâu đó thì nên tốt nhất nên sử dụng những cái mà để mà không có bị lây lan đi. Tiếp nối với lại cái câu trả lời của anh thì là em nghe trên news nói là California sẽ mở cửa là vào tháng 7. Thì anh có suy nghĩ gì về cái vấn đề này ạ? Theo anh nghĩ là tại vì nó đã đóng từ lúc mà tháng 3 tới bây giờ hoặc là tháng 5. Thì tất nhiên theo anh nghĩ cái trước tiên là cái kinh tế nó rất là đi xuống. Nhưng mà nếu mà nó còn cho tới tháng 7 thì may ra thì có nghĩa là nó có thể là biết được là cái Covid này nó có thể phát triển nữa hay là nó dừng lại. Mà khi mà nó dừng lại rồi thì tất nhiên thì cái có nghĩa là thống đốc ông có thể thay đổi được là cái điều đó. Tức là nhiều khi bây giờ thống đốc là tiểu bang Cali là tháng 7 đi. Thay vì á nói tới tháng 7 để cho mọi người là có nhiều thời gian hơn. Nhưng mà nếu mà cảm thấy tình hình nó như thế nào, có thể là tiểu bang sẽ cho mở cửa lại sớm. Thì đúng mình rồi. Hy vọng là như vậy, đúng không? Đúng rồi. Rồi ai theo host thì ai có những ý kiến gì thì cứ đóng góp ha. Và cứ nói, tại đây là ai lại biết hôm nay là những cái chương trình này thì nói chung sẽ giúp cho mọi người, tại vì đại khái giống như là giao lưu. Rồi mọi người cứ đặt câu hỏi nha. Mọi người cứ đặt câu hỏi ở phía bên dưới phần comment của livestream này và đừng quên nhấn like, share cái livestream này nhé. Thì trước cái tình hình mà dịch Covid như thế này thì là sẽ có một số chủ tiệm nail đang trên đà phát triển và rất là thành công, thì bỗng một nhiên lại chỉ có suy nghĩ là mất tất cả không ạ? Có chứ. Thứ nhất á thì mình với cái tâm lý mình là một người chủ tiệm nail thì trong cái tình hình này á mình cũng không có ngờ. Đúng không? Mình không có sự chuẩn bị trước, tại vì đối với cái công sức mà mình làm ra từ khi mở tiệm tới giờ thì nó rất là nhiều, bỏ công sức rất là nhiều. Nhưng mà do cái dịch này á, tự nhiên cái tiệm mình đóng cửa rồi xong á, mình không có income, thợ không có việc làm. Đó, và trong từ tháng 3 tới giờ nếu mà đối với một cái tiệm nail nhỏ đó tiền rent rẻ thì ok. Nhưng mà đối với nhiều anh chị tiệm nail lớn đó, tiền rent từ 8.000 trở lên thôi là mình thấy hơi đau khổ rồi đó. Nói chung là rất là tội nghiệp những anh chị chủ tiệm nail hiện tại. Tại vì họ đang gồng mình để mà đóng cái tiền rent. Nếu mà anh chị nào mà mình có chuẩn bị trước á, có dư giả đó thì mình còn ok. Còn thấy đỡ nha. Nếu với đối với những anh chủ tiệm mới mà mới mở cửa tiệm nail mà khoảng là 1-2 tháng hay là 6 tháng thôi thì cái đó là rất là khó khăn cho họ. Tại vì khi mà mới mở ra đâu có khách đâu em. Đúng không? Mà mỗi tháng mình thu nhập vô chỉ là đủ tiền rent, hoặc là có khi mình phải để tiền mình bao lương thợ nữa. Thật ra là không có dư nhiều. Nên là với cái tình hình này tội nhất lượng là như anh chủ tiệm nail mới mở. Thật sự mình cũng muốn chia sẻ về điều đó. Thì chị có cái tâm trạng như thế nào khi mà chị cũng với cương vị là một chủ tiệm nail? Tâm lý nói chung là cũng rất là buồn và lo lắng. Thì vài tháng vừa qua nếu mà với tâm lý mà mình là một người chủ đi thì mình cũng mong muốn là mở cửa sớm trở lại để cho tiệm mình đi vào hoạt động. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó mình cũng lo lắng
thì mình lại sợ cái Covid nó ảnh hưởng tới thợ cho khách. Đó, nói chung mình đứng giữa đường. Nếu mà mình không mở cửa đó thì có thể là mình dẫn tới là mình sẽ trên bờ vực phá sản. Mình không có đủ tiền để mà trả tiền rent. Đó, mình có thể là bỏ tiệm. Còn nếu mà mình mở cửa trở lại đó thì đầu tiên đó, chủ tiệm nail cũng chưa có hy vọng gì gọi là lời ở đây. Hy vọng là đủ tiền rent và trả cho thợ và thợ có việc làm. Và mình ngồi chờ cố gắng hết sức để mà cho cái nền kinh tế nó trở lại. Vậy nếu mà khi mà reopening thì có một số người lại đặt cái câu hỏi gọi là có nên giảm số lượng thợ và chi phí hay không? Thì theo như Chris thấy thì giảm chi phí thì có, nhưng mà giảm thợ thì không nên. Tại vì đối với tất cả đều phải đi làm hết. Đúng rồi. Đó, thì bây giờ khách không đủ thì mình có thể là chia nhau ra. Ít nhất thì bây giờ hiện tại chủ tiệm nail đủ tiền đóng tiền rent, trả supply, đủ chi phí cá nhân. Thợ nail đủ tiền rent, đủ chi phí cá nhân. Hồi xưa thì mình làm tất nhiên ai cũng có dư giả đúng không? Thì đúng bây giờ mình chỉ là hy vọng chủ và thợ đều được đạt được những cái đó là mình cảm thấy là cuộc sống nó may mắn hơn rồi. Và bảo vệ được sức khỏe cho mình. Đúng rồi. Và mình nên chia nhau ra làm. Vậy anh Smile có ý kiến nào đóng góp thêm không ạ? Tại vì anh cũng chưa bao giờ có tiền nail. Anh đang có rành về cái này. Còn anh Alex thì Alex suy nghĩ về vấn đề này như thế nào ạ? Theo quan điểm của Alex á, thì nói chung á, thì mọi người cũng cố gắng. Tại vì biết sao không? Tại vì nói chung ngày xưa thì mình cũng có tiền nail thì mình cũng biết được là cái tình hình như thế này. Thì qua bên cạnh đó thì mình biết, tại vì thường thường tiệm thì cũng có tới 5 tới 10 thợ, 20 thợ. Nếu mà những người thợ nào họ có những cái mà việc mà giống như việc mà giống như mình ưu tiên được á, thì mình có thể cho họ ở nhà. Còn nếu những công việc nào mình có thể request với họ, có nghĩa là mình nói chuyện với họ ở cái chuyện nó như vậy như kia. Rồi ngoài ra nữa thì mình có thể nói với khách, nói với thợ là mình đã chuẩn bị hết những cái kia. Thì anh nghĩ mình có thể thuyết phục nhiều thứ, thì anh nghĩ thì người thợ cũng có thể sẽ làm lại. Nói chung á, mình nên tâm sự với thợ. Tâm sự nhiều vào. Mình tâm sự những cái khó khăn hiện tại chủ mình đang đứng vị trí đó. Thì tất nhiên đối với một người thợ mà có tình cảm lâu dài đó, mọi người sẽ hiểu và cố gắng giúp nhau để cho có cái công việc của mình nó suôn sẻ hơn, nó phát triển lại. Đúng rồi. Có một bạn hỏi là anh chị có biết ở Wisconsin khi nào mở cửa? Thì cái đó thì em có thể lên là Google em hỏi về, tại vì mỗi chỗ là mỗi khác nha, không phải chỗ nào nó cũng giống. Thì mình muốn biết những cái thông tin gì á, mình cứ lên Google. Có nghĩa là mình bấm lên là khi nào mình được mở lại, thì tất nhiên những cái thông tin nó sẽ có hết trên ở Google và trên mạng hết ha? Nói chung á, nếu mà về tiệm nail đó thì mình search trên là Stickball đúng rồi. Sau đó là nếu mà mình search trên Google đó, mình bấm Stickball, rồi sau đó là thêm cái tiểu bang của mình vô. Đúng rồi. Chỉ cần tiểu bang thôi, không cần thành phố. Đúng rồi. Tiểu bang thôi thì nó sẽ ra cái Stickball mà trên đó tất cả những cái họ ngày mở cửa hay là những cái yêu cầu trước khi mở cửa đều có trên đó hết. Thì đúng mình rồi. Chỉ cần follow đó, mình làm đúng. Đúng rồi, rất là hợp lý. Đó thì chị Phương Nguyễn ha. Rồi, chị Phương Nguyễn đã hỏi rồi, tiếp theo em rồi. Em đọc cái Nguyên Lê này. Một bạn tên là Nguyên Lê thì anh chị biết ở San Diego chừng nào mới được mở cửa lại không ạ? Bây giờ Alex cũng theo anh nghe thì tại tình hình San Diego là tại vì là trung tiểu bang California nha. Nhưng mà mình phải đợi, thì thường thường em phải coi trên những cái news, những cái đồ kia, hoặc là mình lên những cái Google mình search ra cái tiểu bang của mình hoặc cái thành phố của mình, thì hy vọng đó là những cái tin tranh chính xác nhất. Thì giống như ở trên Lot á, thì nghe nói là tới tháng 7 mở cửa. Còn ở dưới Santa Ana thì lại không biết, lại nghĩ là cuối tháng 5 anh chị. Cái đó thì mình chưa có nắm được, tại vì chưa có update ngày. Chưa update ngày. Thật sự là bên Santa Ana Orange County thì thuộc mỗi cái gọi là quận hạt á, thì chưa có mỗi cái chưa có. Nhưng mà đối với bên Los á thì đã thông báo là tháng 7 rồi mọi người. Mà cái tiệm của mình nằm trên tháng 7. Vậy là phải còn thêm 2 tháng nữa. Vậy nếu mà chị Chris mà mở cửa lại tiệm thì chị có những set những cái policy riêng dành cho tiệm chị khi mà có mở cửa? Chứ. Đó. Thì mấy ngày nay thì cũng rất là nhiều anh chị ở các tiểu bang mà chia sẻ. Đó, anh chị đã mở tiệm rồi. Rồi. Cũng trong cái anh chị mở tiệm vừa vui mà vừa lo lắng. Nhưng mà được cái là làm về rất là sớm. Anh mày. Có một bạn nói chung là anh chị biết ở bên tên rồi. Rồi.
Rồi, các bạn cứ đặt câu hỏi nha, các bạn. Các bạn đừng quên nhớ like, share và cái like stream ở đây. Các bạn có câu hỏi và đóng góp ý kiến gì thì cũng đừng quên là comment ở phía bên dưới giúp Thi nhé. Thì tất cả những cái câu hỏi thì nó sẽ hiện lên trên màn hình cho các bạn. Đó, thì các bạn có hỏi thì cứ hỏi nha. Thì anh chị là nhớ chia sẻ nha, mình có những cái ý kiến gì, tâm trạng như thế nào, tâm lý như thế nào, thì anh chị cứ thể là chia sẻ, tại vì rất là nhiều anh chị là mình cần góp ý, đúng không? Tại vì mỗi người thêm một cái ý thôi, thì tất nhiên là cái cho cái việc mà chuẩn bị trở lại nó sẽ rất là tốt đẹp. Dạ đúng rồi. Với lại những bạn nào mà chưa có những cái notes trong tiệm nail thì có thể liên lạc với Chas, thì Chas đã làm sẵn hết rồi, thì có thể gửi những cái đường link cho các bạn nha. Những cái nốt, những cái form, rồi những cái form dán trước cửa tiệm và ở trong tiệm và trên bàn. Thì có thể liên lạc qua Chas. Thì đã có bao giờ trong cái mùa dịch này thì anh chị đã suy nghĩ là khi mà mình thức dậy mình tự nhiên không còn gì cả không? Tự nhiên đang trên bờ vực phát triển cái tự nhiên không còn gì hết. Có chứ. Đây bị tâm lý hai tiệm đây. Tại hiện có tại thì có hai tiệm đây chưa được mở cửa. Thì mình cũng không chuẩn bị là tình huống mà như vậy. Thật sự cái tiệm nail á, đối với một cái tiệm nail mà đang phát triển đó, thì chỉ là làm xong tháng này mình bù qua tháng sau. Tức là chưa có dư giả gì hết. Nhưng mà đùng cái Covid, sau đó là mình sẽ gồng mình trả tiền rent cho tiệm. Mà em biết á, nếu mà một cái tiệm nhỏ giống như chị nói đó, một cái tiệm nhỏ thì không sao. Và bây giờ nhận mà cái tiền rent mà trên 8 tháng, 8 ngàn một tháng thôi. Thì nói chung đang gồng mình. Nhưng mà có cái thì mình cũng hiểu được. Nếu mà trên bờ vực phá sản đó, thì tâm lý mình cũng không đến nỗi gọi là buồn. Không phải là mình không có khả năng hay là mình lười biếng hay một cái gì đó. Nhưng mà cái này là tình hình chung của thế giới. Nên là mình cũng không có lấy làm buồn lắm. Thì mình cứ suy nghĩ đi. Còn người còn của đúng không? Đúng rồi. Thì có sức khỏe thì mình sẽ bắt đầu làm lại từ đầu. Nếu mà mình không còn gì cả. Tâm lý mình cũng hơi thoải mái một chút. Em đồng ý. Thì nếu mà mình mất tất cả, mình không còn tiệm nữa, thì mình sắp dụ, mình sắp cái cà mơ mình đi dụ cho mọi người. Sắp cà mơ ơi. Đi làm lại từ đầu. Thì mình đã từ đi lên từ cái cà mơ đó thì bắt đầu lại từ đầu. Nhớ mọi người. Nhớ cà mơ đúng không? Ngày xưa là mình sắp cái cà mơ nha. Từ sau đó bây khi làm chủ. Bây giờ vẫn phải. Làm nail vẫn phải. Em nghĩ sau khi làm chủ là đeo cái vỏ chứ không phải cà mơ. Rồi chị Sương Phạm nè, em Sương Phạm nè. Em thấy có một chị Sương Phạm là anh chị nghĩ như thế nào khi mà thợ ra làm nhưng chủ lại muốn trả tiền mặt hay giữ lại check để họ vẫn được lương thất nghiệp ạ? Theo mình biết thì cái phần này thì không có được. Nếu mà khi mà một cái chỗ của stay á, nó mở cửa lại á, thì tất nhiên cái tiệm á, nó đã cho mở cửa thì tất nhiên cái tiệm nó sẽ báo lên trên kia. Thì cho dù mình có nhận check hay là tiền mặt đi nữa thì mình cái stay vào là sẽ biết là mình đi làm lại rồi thì tất nhiên nó không cho nữa. Nói chung là quan trọng là mình deal thôi. Nhưng mà cái quan trọng là mình nên an toàn hơn hay hơn. Đó với lại anh nghĩ cái là anh thua là giữa người thợ với người chủ deal với nhau thôi. Tại vì thật sự tiền mặt cũng hay thuế mà tiền thợ cũng hay thuế. Mình nói vậy là cho nó chứng đáng ha. Nhưng còn... mà nó có một cái phần là có nghĩa là khi mà cái chỗ đó rồi nó cho open lại rồi nhưng mà vẫn được cái tiền thất nghiệp thì cái đó thì không có hợp lý. Tại vì cái chỗ đó nó đã cho tất cả cái chỗ để mà là làm việc lại rồi. Thì tất nhiên thì mình không có cái trường hợp là mình ở nhà mình thất nghiệp nữa. Thì tất nhiên cái đó nó không có đúng. Thợ không một cái có một bạn này trai là chia tay này nè. Có một bạn ấy, bạn thì khoét hồi nãy giờ bạn hỏi chị trả lời bạn Sương Phạm à. Sương Phạm anh hỏi là cái câu hỏi Sương Phạm ở trên đó rồi. Sương Phạm nha, thay sau thì Sương Phạm nha, là ngay chỗ chị Nga Mai ấy. Đây. Rồi, Sương Phạm. Đây, rồi chị mới mở tiệm, rồi để là đọc cho Linh nha. Chị mới mở tiệm nhưng chưa hoạt động thì phải làm sao ở Florida? Nếu chị chưa mở tiệm đó, chị có thể là đi với chủ phố. Chủ phố hả? Hiện tại là Covid, mình chưa có mở tiệm. Nên á, mình có thể là xin chủ phố cho mình thêm mấy tháng, tức là thêm 1-2 tháng giảm tiền rent. Hoặc là khoan đóng tiền. Tại vì mình cũng biết trường hợp có 1-2 anh chị mình chia sẻ thiệt khi mà nghe tin Covid như vậy đó, tự động là chủ phố. Tại vì mình chưa có đi vào hoạt động mà. Dạ đúng nên rồi. Nên là chủ phố tự động là cho 2 tháng rent luôn. Tức là không cần trả 2 tháng luôn. Có nữa hả? Có. Quan trọng khi mà mình nói chuyện với chủ phố như thế nào. Với lại em thấy cái điều này cũng hay mọi người. Tại vì theo quan niệm Alex thì nói chung tùy theo chủ phố thôi.
Hay là ví dụ như mình chia ra, ví dụ mình có thể gọi lên thì mình có thể làm một cái tờ giấy với chủ phố, là ví dụ như mình có thể điêu với họ, ví dụ như một tháng mình trả 2.000 đi đúng không chị, 3.000 đi, một tháng mình trả 3.000 đi, thì hai tháng mình đóng cửa mình không có làm được, hoặc tháng tới kết mình đóng cửa được, thì các bạn có thể xin chủ phố cho mình đóng 1.000 còn 2.000 kia để mình kia mấy tháng nữa. Thì cái đó thì mình cũng thấy chủ phố là cho gia hạn thôi, tức là tháng này tháng 3 mình không đóng, nhưng mà mình có thể là dời xong tới khi mà mình hoạt động trở lại đó thì mình mới bắt đầu đóng. Đúng cái rồi. Đó gọi là nợ đó. Đúng rồi, chị Sương Phạm chị nói, tại vì chị biết không, tại thật sự cái này á là tùy theo chủ phố thôi chị. Tại thật sự á, cái này em chia sẻ luôn, có nhiều người họ chia sẻ với mình á là có thể là có nhiều người ví dụ như khi mình xin giấy á thì cái trường hợp sẽ ảnh hưởng tới mình sau này, ví dụ như họ biết mình làm bây giờ, ví dụ đi họ để ý mình làm business ví dụ như mấy năm rồi hay là mới làm, mà khi mà bị cái trường hợp này mới 1-2 tháng thôi mà mình đã xin như vậy thì họ sẽ để ý mình, họ sẽ có nghĩa là họ không cho mà họ để ý sau này ấy. Ví dụ như họ có những cái hợp đồng khác hay là những ai tới mướn thì họ sẽ cố tình đợi hết cái hợp đồng đó rồi họ cố tình họ sẽ không cho mình mướn nữa và họ cho người khác mướn, tại vì mình đã có một cái vết dấu mà họ để ý rồi. Nên cái đó là mình nghĩ, nếu mình nghĩ mình có nên đáng hay không. Còn nếu mà chị thật sự thì mình có thể đưa ra một cái chiến lược, Alex thấy nghĩ cũng hay nè. Nhưng hồi nãy Alex nó nói là ví dụ mình deal với người chủ, có nghĩa là trả một tháng 3.000 thì mình chia ra một tháng, mình nói chủ ồ tháng này không có làm được cái gì hết thì mình có thể đóng 1.000 thôi, còn 2.000 kia thì sau 3 tháng ví dụ như khi mà hoạt động tốt lại rồi á thì mình chia ra, thì mình chia ví dụ mình chia 12 tháng đi, thì trong cái 2.000 mắc nợ đó thì mình có thể chia ra 12 tháng mình đóng dần dần. Ví dụ như mình đóng 2.000 của tháng tiếp theo là cái tiết hoạt động ngứt á, là mình chia trong 2.000 trong 12 tháng đó thì nó đỡ hơn cho mình. Thì đó một cái idea thực tế rất là hay, thì chủ phố nó sẽ du du cho mình. Đúng rồi, nhưng mà thấy thì hiện tại là hết 95% là chủ phố không giảm rent rồi đó. Cái phần này nó nghĩa là không phải là giảm rent, mà cái phần này là đa số chủ phố không bắt trả theo kiểu đó, mà bắt trả theo cái kiểu là cho mình trả một nửa tháng trước rồi nó đầu nửa tháng cuối tháng sau trả thêm, chứ không bao giờ cho mình giảm rent không gì đó, tại vì chủ thì song song với cái việc mà câu hỏi của chị Xuân Phạm thì em lại thấy một cái vấn đề là chủ tiệm mới với lại chủ tiệm cũ, thì chị mở phòng mình bự lên đó này như thế nào ạ? Giữa chủ tiệm mới với chủ tiệm cũ trong cái mùa dịch Covid như thế này thì là họ sẽ tâm lý như thế nào? Tâm lý thì nếu mà đối với một người chủ tiệm cũ đó thì tại vì cái tiệm đó đã đi hoạt động lâu rồi, cái thứ hai nữa thì cũng có tiền lời trong thời gian đó rồi, thì tất nhiên gọi là có để dành một mớ rồi. Thì họ sẽ có thể là qua khỏi cái mùa dịch, nói chung là không đến nỗi mà gọi là khó khăn quá, hiểu không? Có thể là 3-4 tháng mọi người sẽ cố gắng gồng được, nhưng mà cái khoảng thời gian mà nửa năm thì nó rất là khó. Cái đó đối với tiệm cũ. Còn đối với cái tiệm mới thực sự giống như hồi nãy là chị chia sẻ đó, một anh chị mà mới mở tiệm có 1-2 tháng thôi, sau đó là tiệm mới hoàn toàn mà chưa có khách. Một ngày có 5-6 khách hay là 10 khách à. Một tháng income là khoảng đâu được bao nhiêu. Thậm chí có khi là tháng đầu, tháng 1, tháng 2, tháng 3 còn phải móc tiền túi trả tiền rent nữa. Bao thợ nữa. Còn bao thợ nữa. Nhiều thì tới khi mà dịch tự nhiên đùng cái xảy ra thì tất nhiên cũng phải tiếp tục móc trả tiền rent tiếp. Và trong khi đó bây giờ là quan trọng là sao? Khi mà mở cửa trở lại nè, số lượng khách tiệm cũ đã giảm rồi. Vậy thử hỏi cái tiệm mới, cái số lượng khách nó sẽ như thế nào? Khách cũ nó không có bao nhiêu hết á. Nên là cái điều mà mình lo lắng là thông rất là tội nghiệp cho những anh chủ mà tiệm mới. Đó, thì cái khó khăn đó thì mọi người cố lên ha. Bằng cách là sao? Mình sẽ tăng service. Tăng service. Cách đó thôi. Service làm tốt để mà dần dần mình lấy khách. Đúng không? Và bây giờ mình quay lại câu hỏi của nhiều câu hỏi quá trời luôn rồi. Thì có một chị đang rất là kêu ca là chị rất muốn được đi làm ở nhà sắp điên lên rồi, chị Nga Mai ạ. Thì có một cái câu hỏi của anh Steven Bùi là thợ không chịu đi làm thì mình có nên mướn lại khi qua dịch không vậy? Thì cái đó là quan trọng là cái tình cảm thôi. Tại vì mình sẽ hỏi theo như cảm nghĩ của mình thấy nha. Thì mình sẽ hỏi thợ tại sao không chịu đi làm. Thì nếu mà cái lý do chính đáng đó thì mình có thể thông cảm được, tại vì cũng tội nghiệp. Có nhiều anh chị đó thì có con nhỏ, bây giờ hiện tại là học sinh nghỉ học, không ai giữ hết. Hoặc là có nhiều anh chị đó thì có người già. Dạ đúng rồi. Mà nếu mà họ đi làm lỡ thôi, họ không bị, nhưng mà trong cái quần áo họ mang về hay là trong một cái vật dụng mà họ mang về bị đi thì lây lan tới người nhà, thì nói chung là
nhiều khi cái tâm lý là họ sẽ có sự hối hận. Dạ đúng rồi. Nên là có nhiều khi là nhiều anh chị là không chịu đi làm là như vậy. Nhưng mà để có gì á, chủ thợ mình nên tâm sự với nhau. Đúng rồi. Mình nên tâm sự với nhau. Để là... đồng thời thì hy vọng thôi thì mọi người cố gắng trở lại làm việc, chia nhau ra làm. Tại vì người ta nói là có phúc cùng hưởng mà đúng không? Có hòa bỏ chạy. Có hòa bỏ chạy. Mà theo lịch suy nghĩ á, thì chị Trinh kia chia sẻ cũng là đúng. Tại vì thật sự á, mình nên chia sẻ với nhau. Tại vì các bạn biết á, là cái mùa dịch này á, là thừa hiểu được á, là có nhiều người chủ tiệm nail và thợ nail đem con về Việt Nam gửi cũng rất là nhiều. Tại vì biết sao, tại vì đem về gửi rất nhiều là mình có những người bạn, và ngoài ra nữa là có những người mẹ hay là những người bố là ở bên Việt Nam á, thì có những cái đồng trong vùng quê vùng đồ á, thì nó cũng rất là an toàn hơn những chỗ thành phố. Thì ai lại thấy người ta về bên kia cũng rất là nhiều, nên từ đó là không có ai giữ con hoặc không có ai này kia, nên tại sao đó một cái lý do mà tại sao người ta không thể làm được thì mình cũng thông cảm ha các bạn. Thì tiếp theo có một câu hỏi đến từ Thủy Nguyễn ạ. Dạ, nhưng tiệm em có 15 thợ nhưng tiểu ban chỉ cho dưới 10 người, vậy thợ vẫn không đi làm hết được. Những người đi làm thì không muốn lấy check vì họ muốn lãnh lương 2 đồng. Cái đó thì mình cũng không biết trả lời như thế nào. Quan trọng là chủ với thợ mình deal với nhau. Đó thì cái câu có thể là mình trả lời như vậy thôi. Nhưng mà cái câu chính của chị có nghĩa là cái tiệm của chị 15 thợ nhưng mà bây giờ cái chỗ của chị chỉ cho 10 được 10 người thôi. Đó chứ không có cho 15 người. Đó là cái câu hỏi chính của chị. Ok rồi, nếu mà chị nói vậy thì Alex sẽ cho chia sẻ cái phần này luôn này. Giống ví dụ như á, thì tùy theo mỗi tiểu bang. Tùy theo mỗi cái tiểu bang chắc bạn, chứ không phải là tiểu bang nào cũng được. Ví dụ như tiểu bang Texas đi thì nó quy định á, là không quá 10 người. Nhưng mà có nhiều tiểu bang á, ví dụ Alex, ví dụ một cái ví dụ đi, ví dụ trong Walmart đi các bạn để ý đi. Tại sao họ cho vô rất là nhiều, đúng không? Thì có thể là cái tiệm nó quá lớn đi. Đúng không? Nhưng cái vòng có lớn thì theo Alex nghĩ thì cũng có nhiều tiệm nail rất là lớn. Thì mình nên gọi lên Stackball, mình request bây giờ mình có cái tiệm nail nhìn tới 5.000 square feet tới 7-8.000 square feet. Nếu mà bỏ được có 10 người thì nó còn space rất là rộng. Thì các bạn nên điện lên Stackball, các bạn nên hỏi thử ha. Còn nếu mà tiểu bang nào mà có những cái luật đó là không quá 10 người thì mình nên tuân theo. Thì thường thường á là đi nhiều cái chỗ là thấy nó rất là hay. Thì nó bỏ ra, nó phân chia ra 6 square feet. Thì khi các bạn đặt appointment cũng vậy, các bạn nên request khách, hiểu không? Thì mình chọn cái giờ, cái kia rồi mình với lại cái đặc biệt này là đã nói là các bạn nên nhớ đặt một cái appointment, trước, hoặc khi khách làm xong rồi mình cũng nên request nó appointment. Thì từ những cái đó thì mình sẽ control được cái lượng khách và cái sắp xếp cho người thợ đi làm, lại thấy rất là hay. Rồi thì có một câu hỏi đến từ Linh Hà. Mở tiệm lại có giới hạn người không em trai? Nếu có thì bao nhiêu thợ? Mở tiệm lại hả? Thì nãy đã nói là thường thường là không quá 10 người. Không quá 10 người đây có nghĩa là chỉ có là 5 người thợ hoặc 5 người chủ. Năm người khách, tại vì lâu quá rồi cũng không có làm nail cũng nhớ. Thì theo là thế, nếu mà muốn là chia sẻ thì là chia sẻ này, thường thường á thì hôm qua lại có gặp một người chị ở trên bên Texas. Thì chị vừa mới mở tiệm lại và cái cách chị của chị cũng rất là hay. Có nghĩa là khi các bạn nhớ ra, ví dụ như các bạn chia, ví dụ mình có 10 thợ đi mà bây giờ nếu mà vô 5 người khách là không được rồi đúng không? Thì bây giờ mình chia, ví dụ ngày hôm nay ngày thứ hai là mình sẽ chia ra 5 người thợ làm hôm nay đó, xong rồi cho 5 người khách đó là hôm nay nghe không, rồi 5 người thợ kia sẽ làm bắt buộc ngày thứ ba. Mình sẽ chia ra như vậy ha. Còn không nữa thì muốn mà cho mọi người có công việc đều thì các bạn chia ra, ví dụ như là 5 người thợ hôm nay làm từ nhóm bữa thì chia sẻ là 8 giờ tới mấy giờ tới tới em nghĩ 8 giờ tới 1 giờ, rồi từ 1 giờ tới 8 giờ cũng rất là hay. Tại vì Alex thấy là bây giờ rất là nhiều người họ hay làm như vậy. Tại thứ nhất á, là giúp cho mọi người có một cái công việc ổn định. Thì thường thường á thì buổi chiều á thì nó sẽ thiệt thòi, buổi sáng á thì nó sẽ thiệt thòi hơn cho những người thợ làm buổi sáng. Tại vì sao không có khách nhiều hơn buổi chiều? Thì thay vì mình đổi, có mình đổi ra hôm nay ngày này, hôm ngày mai là người kia làm trước đó, vậy đó thì nó cân bằng hơn. Đúng, thì ngày mai thì mình cứ đưa cho những người kia làm buổi sáng thì Alex thấy nó rất là hay. Thì nó sẽ hạn chế rất là nhiều. Đây chị nghe mai nó không có làm được mà trả tiền tiệm thì ai cũng đuối. Dạ đúng rồi, tại vì cái tình hình này á thì các bạn cũng biết rồi, thì các bạn nên thật sự lại nói là mình nên gọi lên chủ phố và mình nên request. Nếu mà thật sự nếu mà chủ phố không cho nữa thì cũng cái đó là bất chê thương thôi, nói chung là mình phải nói câu là phá sản thôi chứ mới làm giờ. Thì trong cái thời gian này đó thì chính phủ cũng có hỗ trợ là mình cố gắng là mình apply cái SBA. Đúng rồi.
nhưng cái mà... loan với lại PP loan. Yeah. Thì những cái đó thì nó sẽ helpful rất là nhiều. Nhưng mà theo em nghĩ chị, giống như Alex nghĩ là thường thường á, là cái FP loan nhưng mà thường thường phải 1 năm trở lên chị. Phải anh chị hay làm vài tháng rồi không? Tại thì... vì 1 năm trở lên mới được chị. Đúng rồi, thì cái đó là nghe nói là như vậy. Thì bây giờ nếu mà anh chị muốn, mình có thể là liên lạc những cái chỗ mà gần nhất á của mình, nó sẽ giúp cho mình điền. Dạ. Rồi cho là chia sẻ nữa thì thường thường á các bạn dễ lắm, các bạn có thể liên lạc với những người mà họ là hay làm giấy tờ văn phòng á, luật sư này kia, là thấy họ làm cái nó cũng nhiều lắm. Giống Michael á, giống anh Michael á. Dạ. Dạ. Hôm bữa thì trước đó cái livestream đó thì bên công ty Just Nail có mời anh Michael vợ. Dạ. Thì trong cái buổi livestream đó thì về cái công ty của anh á thì có làm về cái những cái loan đó. Dạ. Dạ. Đúng rồi, thì những bạn nào mà không, các bạn nào mà muốn mình giúp á, công ty Just giúp á, thì các bạn có thể liên lạc với Just Nail hoặc email vào, thì mình sẽ cho những cái số điện thoại để các bạn liên hệ với họ. Còn không nữa thì có nhiều người họ chia sẻ với mình đó, là các bạn nên tìm những cái nhà băng nhỏ thì nó sẽ làm cho mình nhanh hơn. Tại vì sao? Tại vì những cái nhà băng lớn á, là họ làm những cái hợp đồng rất là lớn, có nghĩa là những cái hợp đồng mà những cái công ty đó là lớn, nên tại sao cái thời gian họ tiếp mình có thể là hơi bị lâu một xí, nên các bạn cố gắng nha. Tại vì mình là những cái thành và những cái business nhỏ thôi, và khi mình vô đó thì mình có thể hơi đợi lâu xí. Còn nếu không, các bạn nên tìm những cái nhà băng nhỏ thì nó sẽ nhanh hơn. Hoặc nếu các bạn tìm những người mà điền giấy tờ cho mình á, thì vừa rồi anh Diễu Quỳnh, chị anh Mai có nói là các bạn có thể điền cho họ và họ sẽ giúp cho mình. Mà nghe nói đâu á là chính phủ sẽ trả tiền cho cái người làm giấy cho mình luôn, mình không cần phải trả cho mọi người. Đó. Cái đó thì mình có thể là tùy mọi chỗ. Tùy mọi chỗ. Nhưng mà nghe anh nói là chính phủ được trả luôn. Em hỏi anh tại tùy sao? Tùy cái loại loan. Nên là mình sẽ hỏi kỹ trước cái vấn đề đó nha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi. Có một chị tên là Kim Nguyễn thì nói là mình đã nói chuyện với là chủ phố rồi không được. Còn SBA Loan thì không có thông tin trả lời nào hết. Thì nghe nói là hiện tại là SBA đó thì nó đã không còn nữa. Yeah. Không còn nữa hả? Không còn nữa. Dạ. Yeah. Wow. Nó chỉ có giới hạn thôi. Yeah. Thì trong cái ngày nào đó thì nó đã hết rồi ha. Chị đó nói là apply cả tháng rồi không thấy gì, em chủ phố không help được gì. Dạ, yeah, đa số chủ phố là vậy đó. Yeah. Chị Kim nha. Đa số là vậy thôi, mình cố gắng lên. Rồi các bạn cứ đặt câu hỏi nha. Thôi, nói chung á, cái này ra là biết á, cái livestream thì sometime nó cũng có nhiều cái, nhưng mà các bạn cứ đặt câu hỏi nếu mà maximum mình có, nhóm mình có hết có thể nha. Yeah. Rồi. Thì rồi, không biết là trong cái mùa dịch Covid này thì được nghỉ ở nhà thì anh chị không biết là làm những cái gì để qua cái stress vậy ạ? Công việc của Smile thì có nghĩa là vẫn trồng rau. Vẫn trồng rau á. Yeah, vẫn trồng rau, nói chung là học nấu ăn này nọ đủ thứ. Tại vì qua cái cơn dịch này maybe có thể là Smile mở nhà hàng. Wow. Vậy còn chị Christine sao ạ? Thì chị vẫn chăm sóc khách hàng, tư vấn khách hàng và giúp cho nói chung là cũng có online thôi. Đồng thời bên cạnh đó thì mình cũng học nấu ăn thêm cũng trồng cây. Dạ, còn Alex thì sao ạ? Alex đó, nói chung là cũng lo chuyện bao đồng nhiều lắm. Nói chung là mấy hôm nay thì rất là nhiều anh chị em gọi vào thì tại vì mình á thì nói chung là sometime mình hay livestream lắm, nói chung là hay gọi là live bất chấp á. Nếu như mình thấy cái cây gì đẹp là mình like, hay là mình thấy cái tin gì mới là mình nói liền à, chứ mình cũng có để lâu quá nó trôi đó. Thì rất là nhiều chị em điện cho mình hỏi ví dụ về cái giấy tờ form này kia. Yeah. Đó, rồi ngoài ra nữa thì mình làm vườn làm cây đó, thì ví dụ mình làm vườn làm cây thì nó cũng giúp cho mình giải trí được thoải mái hơn. Và ngoài ra nữa thì mình chuẩn bị những cái lịch trình sắp tới của công ty Chat, mình sẽ có những cái gì và cách đi như thế nào. Và ngoài ra nữa thì mình mở một cái lớp online ở trong tương lai của mình, là cái lớp online. Là cái lớp này tại vì mình nghĩ bây giờ dịch như thế này thì bây giờ mình không đi dạy được, mà rất là nhiều người request mình. Thì Alex mở lớp online thì Alex thấy nó rất là hay và nó sẽ giúp cho mọi người rất là nhiều. Thì vừa rồi mình mở cái lớp online thì mình thấy mở được hai lớp, cơ bản là nâng cao và học sinh cũng học được rất là nhiều và họ request cũng rất là good. Thì mình cũng cảm ơn rất là nhiều. Đó là những cái mà mình đã làm trong cái mùa dịch này. Yeah. Thì có một chị tên là Thủy Nguyễn hỏi là em đang rất đau đầu vì tiểu bang không cho mở cửa vào thứ sáu ngày 15 tháng 5. Em có 5 người thợ muốn làm nhưng người ta muốn em không ký check cho họ để họ được lấy hết tiền thất nghiệp. Họ mới nhận check mà tiệm em là thay thế W2 ra lương mới mỗi 2 tuần. Giờ em không biết tình hình sao cho hợp ý và
hợp ý thợ và không ảnh hưởng gì tới tiệm ạ? Cái đó thì mình không có ý kiến. Dạ. Yeah. Và bên Jazz thì nói chung là quan trọng là mình nói đó, tùy chủ deal với thợ. Uh-huh. Tại vì cái này hiện tại tình hình chung thôi, mình cũng không biết nói sao. Có một chị tên là Mimi Trần thì nói là bây giờ mà mở tiệm thì lại giá nail sẽ lên giá thì sẽ giới hạn khách. Sẽ giới hạn khách. Thì mình lên giá tùy theo rồi, tình hình đúng không? Cái này Alex cũng chia sẻ với chị Mimi luôn. Thì Alex cũng biết á, tại vì các bạn biết thì đây là tình hình chung thôi. Nếu mà theo quan điểm á, thật sự như Alex nói, ai làm business cũng phải có lời, nhưng mà lợi ích hay lợi nhiều thôi. Nhưng bây giờ thì mình có thể mình lợi ích một xí. Ví dụ như theo Alex nghĩ thì 10 tiệm nail thì có sẽ 1-2 tiệm nail thì có thể là họ không có chi phí nhiều về tiền rent đi, đúng không? Yeah. Ví dụ như tiền rent họ muốn cái chỗ ngoài được có 2.000 square feet nhưng mà họ trả tiền rent có 2.000 nè. Còn nếu các bạn mở trong cái mall mà các bạn trả quá nhiều, mà bây giờ các bạn nghĩ cho vậy thì ai sẽ trả tiền rent cho mình? Và người thợ nào đi làm cho mình nếu mà mình cứ nghĩ là khách không có tới? Thì theo của anh thì họ lại chia sẻ thì mình nên chặt 1-2 đồng. Tại vì 1-2 đồng á lịch nghĩ của nó cũng không có cao. Tại vì sao? Tại khi mình chạc vậy á thì nó cũng đúng cái nguyên nhân. Tại vì á cái khẩu trang hay là cái kia nó cũng, các bạn biết không, thay vì á họ ra ngoài họ phải mua cũng rất là mắc, đúng không? Còn không nữa thì mình ra đưa ra những cái option. Ví dụ như á cái người khách này, ví dụ như họ xài trên 40 đồng cho một cái chân service hay là một cái bộ nail đi, thì mình có thể free cho họ cái khẩu trang. Còn không nữa thì mình có những cái lời khuyên. Ví dụ như những cái lời khuyên nếu mà sau có, thì nếu sau này mình có khẩu trang mình có thể đem tới, thì đó cũng là một cái cách mà rất là an toàn. Tại vì thứ nhất là tao muốn bảo vệ cho khách hàng, và thứ hai nữa là bảo vệ cho cái người thợ của mình và bảo vệ cho người chủ, và muốn cho cái cơn dịch nó đi qua, thì mình sẽ giải thích những cái cặn kẽ như vậy đó. Thì Alex nghĩ những điều đó nó sẽ rất là tốt cho mình. Dạ rồi, thì có một câu hỏi đến từ chị Mimi Trần luôn ạ, là giá supply có lên không các anh chị? Giá supply hả? Chị muốn nói không? Giá supply chị là người hay order hàng mỗi ngày nè. Dạ. Đau khổ. Chị có thể chia sẻ đi. Hiện tại thì giá nail supply có tăng nha. Dạ. Nhưng mà hiện tại là cái tiệm supply cũng chưa mở cửa lại, nên là bên công ty cũng chưa nhập tăng. Hàng. Dạ. Chưa có nhập hàng tại vì không có hàng để bán. Đúng thì tức là bây giờ không có bán nên là chưa mở cửa mà. Thì hết hàng rồi nhưng mà chưa có bán trở lại thì chưa nhập hàng. Nên là bây giờ mình cũng đang chờ thôi, nếu mà giá mặt hàng tăng thì chấp nhận mình cũng phải tăng. Rồi. Tại đó là tình hình chung thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Thì bây giờ nói chung á, thời gian thì chương trình nó có giới hạn thôi em. Yeah. Thì bây giờ mình sẽ tập trung những cái chính trước đi. Rồi bây giờ trước khi mà vô thì muốn cho mọi người có một cái video ha, để kiếm tiền ha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng xem một cái đoạn video ngắn để Jazz này chuẩn bị nhé. Rồi mọi người nhớ bấm nút chia like và chia sẻ nha. Mọi người giúp cho Jazz Nail nha. Và bây giờ mọi người có thể đo xem một cái video mà Jazz Nail đã làm một cái minh họa để cho mọi người dễ hiểu, và khi mình trở lại với công việc nha. Hy vọng mọi người sẽ like cái video này và chia sẻ tới mọi người, và nhớ là bấm subscribe và chia sẻ nha. Rồi vị trí nào phải trả tiền rent 8.000 một tháng, trời ơi. Thì anh Trương Trần, nếu mà anh apply cái SBA rồi đó thì mình nên nhớ là mình kiểm tra cái email nha. Đúng rồi. Email thì mình cần phải bấm submit vô. Bạn Nga Văn cũng vậy luôn nha, có thể kiểm tra nha. Tại vì thường thường á là những hồ sơ của mình á ít nhất phải đợi họ coi họ approve một tháng nha, sau đó họ mới